Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an thành phố Đà Lạt đang tiến hành hoàn thiện hồ sơ khởi tố vụ án khởi tố Hoàng Anh Duy sinh năm 1963, Đặng Thị Huệ sinh năm 1967 trú tại Đồng Nai và Trần Thị Hiếu sinh năm 1981 trú tại Phú Yên về tội trộm cắp tài sản. Trước đó vào khoảng 19 giờ ngày 17 tháng 6, Duy và Huệ ra chợ đêm, Khách chị Huyền đang đeo giỏ bên hông. Huệ đã mở khóa giỏ sách, còn Hiếu thò tay vào lấy bóp bên trong, có 4 triệu đồng tiền mặt một nhẫn vàng trị giá 15 triệu 200 ngàn đồng, một lắc vàng 7 triệu 600 ngàn đồng và cả ba cùng chia đều cho nhau. Đến 20 giờ ngày 19 tháng 6, bọn chúng tiếp tục đi bộ vào khu chợ đêm, phát hiện chị Giang đang đeo giỏ sách phía trước. Huệ đã áp sát và lấy một điện thoại di động hiệu Sony Xperia M2, con Hiếu đi một mình và trộm được 480.000 đồng. Qua quá trình đấu tranh, bọn chúng còn khai nhận đã thực hiện 3 vụ móc túi khác trên địa bàn thành phố Đà Lạt và tiến hành kiểm tra tại nhà nghỉ, cơ quan công an còn thu thêm 3 điện thoại di động khác. Đáng lưu ý cả ba đối tượng trên đều từ nơi khác đến lợi dụng sự sơ hở của khách du lịch cũng như đông người để trà trộn tiếp cận khách du lịch để thực hiện hành vi móc túi, làm ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch của thành phố Đà Lạt.